Và đây là Vân Anh, cô Trinh. Khi mà bắt đầu bất cứ điều gì trong cuộc sống thì thường sau một hành trình mọi người hay nhớ về những lần đầu tiên. Bởi vì những lần đầu tiên sẽ là những cái lúc mà hồi hộp nhất, run nhất. Chưa bao giờ có trải nghiệm cả thì sẽ không biết là mình làm được không, mọi thứ sẽ như thế nào. Cũng như là lần đầu tiên cũng sẽ cho chúng ta những cái bài học kinh nghiệm để từ đó chúng ta sẽ có thể dần dần làm tốt hơn. Hay nếu như thực sự không phù hợp thì có thể mình sẽ lựa chọn là dừng lại và rẽ sang một con đường khác. Và nhiều người thì có nói rằng là nếu như không có lần đầu tiên thì sẽ không bao giờ có lần thứ hai cả. Và với Vân Anh thì hành trình đi dẫn của mình cũng có rất nhiều những cái lần đầu tiên đáng nhớ. Và ngày hôm nay thì muốn chia sẻ với các bạn những cái trải nghiệm của mình. Và mong rằng biết đâu đấy từ những cái chia sẻ cá nhân của Vân Anh sẽ mang lại cho mọi người những cái gợi ý, những cái bài học để chúng ta chuẩn bị thật tốt cho những lần đầu tiên quan trọng. Hoặc là với hành trình đi dẫn, nếu như gặp phải những lần đầu tiên đó thì các bạn cũng có một vài kinh nghiệm, một vài cái tip nho nhỏ để có thể xử lý và vượt qua. Lần đầu tiên tham gia một cuộc thi MC. Thời điểm đó mình 19 tuổi, là sinh viên cuối năm nhất của trường Đại học Ngoại thương và tham gia cuộc thi cầu vồng mùa đầu tiên của VTV6. Lần đầu tiên của mình cũng là lần đầu tiên của cầu vồng. Và với mình thì đến bây giờ đó cũng chính là cuộc thi đầu tiên và duy nhất với lĩnh vực MC. Với lần đầu tiên đó thì lý do tham gia thì nghe nó hơi buồn cười, nó hơi cá nhân một xíu. Bởi vì thất tình. Và cũng là thất tình lần đầu tiên trong đời. Cảm thấy mọi thứ như sụp đổ và mình buồn rất là nhiều và mất một tháng trời để nghĩ xem cái việc là làm thế nào để có thể cân bằng. Và rồi đến một ngày chạy lại ôm mẹ khóc và nghĩ là nếu như mình cứ buồn như thế này thì mọi thứ cũng không thể thay đổi được. Vậy thì thay vì điều đó, mình nên hướng sự tập trung chú ý của mình vào những thứ khác để tạm thời gác lại nỗi buồn và cân bằng lại mọi thứ trong cuộc sống. Và khi đó thì tự nhiên có một cái suy nghĩ rất dũng cảm là những cái gì mới, những cái gì mình chưa thử bao giờ thì hãy thử xem, bởi vì nó sẽ cho mình cảm giác thách thức. Trong một lần ăn cơm cùng với gia đình thì thấy cuộc thi cầu vồng của VTV6 đăng thông tin trên các kênh truyền hình và mình bảo là hay là thử đi thi xem như nào. Bởi vì khi còn trẻ thì cái mình có nhiều nhất đó sự dũng cảm, chưa có gì cả, chẳng có gì để mất cả, cứ đâm đầu đi thi. Và mình nộp đơn vào đúng ngày cuối cùng hạn chót của cuộc thi đó. Thực sự là lần đầu tiên đó đã thay đổi rất là nhiều những cái định hướng công việc của mình. Từ một người mà thi để tạm thời quên đi chuyện buồn cá nhân, thi để thử sức bản thân thì lại tìm được một công việc và sau này là một nghề nghiệp, một đam mê gắn bó với mình. Và điều mình rút ra đó là khi còn trẻ hoặc là bất cứ khi nào mà chúng ta cảm thấy rằng là mình muốn khám phá thêm những điều mới trong cuộc sống của mình thì hãy dám làm, dám thử. Và từ đó sẽ có rất nhiều những điều hay gợi mở chúng ta. Kể cả có thất bại thì ít nhất là mình có kinh nghiệm, có trải nghiệm, có thêm nhiều bạn bè và có thêm rất nhiều những bài học. Và chắc chắn là có một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời của mình. Lần đầu mà tham gia một lần casting MC, còn trước khi mà mình tham gia cuộc thi cầu vồng cơ. Và lần đó là mình tham gia cuộc thi casting MC cho một chương trình ở trường đại học. Hồi đó là mình học ngoại thương và lần đó mình trượt. Lần đó thì cái vòng đầu tiên thì mình qua, nhưng mà vòng thứ hai là bắt đầu ghép đôi để dẫn, để chọn ra một cái đôi dẫn cuối cùng cho một cái chương trình cuộc thi ở trường. Thì mình bị đánh trượt và lúc đó thì khá là buồn, cũng không hiểu vì sao mình đã bị đánh trượt. Bởi vì vẫn còn nhớ trong ký ức ấy là cái vòng đấy mình cũng thấy rằng là làm cũng không nỗi nào, nhưng mà có lẽ lúc đấy chưa có kinh nghiệm gì cả và đã có những người mà làm tốt hơn mình nên là mình cũng không có nghĩ gì nhiều. Rất nhiều lần mà sau đó mình tham gia casting, kể cả sau cầu vồng á, thì mình nhận ra một điểm đó là đôi khi trong một cuộc tuyển chọn á, tiêu chí lựa chọn sẽ là một người phù hợp nhất với chương trình. Có những lúc bạn sẽ thấy rằng là có người này người kia, bạn sẽ thấy rằng là có thể non kinh nghiệm hơn mình, có thể rằng là một vài những kỹ năng nào đó còn chưa trọn vẹn, nhưng nếu như họ phù hợp với tiêu chí của chương trình thì họ hoàn toàn có thể được lựa chọn. Và khi đó mình bắt đầu có những cái suy nghĩ khác đi về cái câu chuyện là vì sao là người này, vì sao là người kia, hay vì sao lại không phải là mình. Và với mỗi bối cảnh riêng, với mỗi chương trình riêng và với mỗi công việc riêng thì luôn luôn có một cái tiêu chí nào đó cho cái công việc đấy mà có thể như mình nhìn ở góc độ cá nhân mình chưa nhìn thấy hết được. Lần đầu tiên mà mình lên sóng truyền hình thì đó là chính kinh nghiệm
dắt vai của mình khi mà tham gia cuộc thi Cầu Vồng, đó là hai số lên sóng ở TV Shopping. Hồi đó thì ở trường của mình ấy, có dán cái thông báo tuyển dụng ở trong bảng tin của trường, và khi đó thì TV Shopping mới ra đời và có nói rằng là cần tuyển những MC mới này, và thậm chí là còn ưu tiên những bạn ngoại thương, ngoại giao, báo chí vân vân. Và khi đó thì mình cứ nộp đơn xin ứng tuyển thôi, và rất là may mắn là khi mà đi thử hình ấy, thì các chị ở đây thấy rằng là cô bé này có vẻ là trôi chảy, cũng quen với ống kính máy quay. Thế là mình được đi dẫn ngay sau đó, sau cuộc casting và thử hình, và có kinh nghiệm đó là hai số lên sóng. Nhưng mà trước đó thì chưa bao giờ có kinh nghiệm sân khấu cả, và đó cũng là cái chạm ngõ đầu tiên của mình với truyền hình. Lần đầu mà mình được mời đi dẫn sự kiện chính là sau Cầu Vồng. Thì một ngày tình cờ đẹp trời thấy một số điện thoại lạ gọi đến và hỏi là em có phải là Vân Anh hay không? Và mình bảo vâng ạ. Và sau đó thì người ta có ngỏ lời để mời mình tham gia dẫn một sự kiện. Và đặc biệt là khi mà họ hỏi rằng là em có yêu cầu về mức giá cắt xe như thế nào. Thực sự là lúc đấy không có kinh nghiệm gì về việc là điêu giá với đối tác hay là với mọi người luôn. Và lúc đấy mình cũng trả lời một cái câu rất là thành thật ấy, đó là thực ra em cũng chưa có kinh nghiệm gì trong việc là đưa ra chi phí cả. Thế nên là các anh chị cứ thấy cái mức nào phù hợp thì các anh chị cứ bảo em đó. Và lúc đó thì họ đưa ra mức giá và mình cũng đồng ý luôn. Bởi vì là lúc đấy thì thực sự là kinh nghiệm là điều mình quan tâm hơn, và cơ hội được gặp gỡ mọi người, cơ hội được thử sức với lĩnh vực sự kiện, cơ hội để mình có thể nâng cao kỹ năng nghề nghiệp thì là cái điều quá tuyệt vời rồi, nên là không quan tâm đến mức giá. Nhưng mà nói thế thôi, lúc đấy mức giá họ đưa ra thì mình cũng thấy là cũng tốt so với cả một người vẫn còn đang là sinh viên như mình, nên là cũng không có một cái lăn tăn gì cả mà gật đầu luôn. Và rồi sau này khi mà kể lại với mọi người câu chuyện đó, mọi người bảo là lần sau phải học cách để có thể trả giá chứ. Và thực sự nếu như quay trở lại thì mình nghĩ rằng là mình vẫn lựa chọn như vậy, bởi vì ưu tiên hàng đầu chính là việc nâng cao cái khả năng dẫn của mình và có cơ hội để trải nghiệm. Lần đầu mà xử lý một tình huống khó nhằn trên sân khấu, đấy là khi mà dẫn một cuộc thi ở trường, trường ngoại thương của mình. Nếu như mấy mùa trước là mình bị tạch cái cuộc thi casting á, thì lần đó là mình được mời sau khi mà cũng đã có một vài kinh nghiệm, sau khi đã tham gia Cầu Vồng mà được các anh chị cũng như các thầy cô cũng biết một chút chút rồi, thì mọi người có bảo là có cái cuộc thi này ở trường thì tham gia dẫn. Và mình vẫn còn nhớ rằng là khi mà tham gia dẫn chương trình đấy thì từ đầu đến cuối cũng khá là suôn sẻ. Mình có dẫn với một MC nam đã có kinh nghiệm dẫn các chương trình ở trường rồi, mình còn ít kinh nghiệm hơn anh ý. Tuy nhiên đến cái tình huống đó là các cái cuộc thi sắc đẹp á, trước cái vòng ứng xử thì bao giờ cũng là các cái phần thi trang phục dạ hội này, trang phục áo dài, và rồi mọi người phải cộng điểm để chọn ra top 5 ứng xử. Thì khi mà có tất cả các tiết mục để tráng thời gian chết ra trình diễn rồi, thì lúc mà đưa kết quả cho MC thì ban tổ chức mới nhận ra cái câu chuyện đó là bị tính nhầm điểm. Và khi đấy thì chị bảo là bây giờ phải cần thời gian để tính lại điểm, và có thể sẽ mất nhiều thời gian và cần MC sẽ xử lý. Và khi đó thì mình mới nhìn sang mọi người bên cạnh và nhìn sang người dẫn với mình á, thì người dẫn cùng với mình bảo là bây giờ cũng chưa nghĩ ra được cái cách nào xử lý, bảo mình thôi hay em ra đi. Và lúc đấy trong đầu mình cũng không hề có gì đâu, chưa có bao giờ xử lý tình huống cả. Nhưng mà không hiểu tại sao ấy, tâm tính mách bảo thế nào mà vẫn hùng dũng đi ra. Bởi vì đấy là cái thôi thúc nghề nghiệp, đó là lúc mà người ta cần MC nhất. Nếu như mình đứng trong cánh gà và bảo rằng mình không biết làm gì cả thì rõ ràng là mình đang không có trách nhiệm với chính công việc của mình. Và mình bước ra sân khấu vừa đi vừa nghĩ rằng là bây giờ phải làm gì đây. Mình nói một vài câu, nhưng mà nói một vài câu cũng thấy rằng là thời gian còn quá nhiều, không thể tự độc thoại trên đấy được, thì mình nghĩ rằng là cần phải sự trợ giúp và cứ đi xuống khán giả. Thì lúc đấy thì mình đã tìm các đối tượng để phỏng vấn, lúc đầu là khán giả này, sau đó là ban giám khảo này. Hết giám khảo xong thì mình quay ra lên sân khấu mời thí sinh ra đi một vòng, bảo các bạn trình diễn trong lúc đó câu giờ, và trình diễn xong thì vẫn chưa hết cái thời gian tính điểm, bởi vậy lại phỏng vấn thí sinh. Và sau đấy thì may quá là chương trình đã có thể tiếp tục. Và sau cái vố nhớ đời đó, thực sự là có một điều mà mình nhận thấy tự tin hơn vào bản thân, tin rằng là mình có thể làm được, mình có một cái sự bình tĩnh vừa đủ, mình cũng có những cái suy nghĩ để có thể ứng biến. Và nhất là khi mà nhận được sự động viên và lời khen của mọi người sau một cái cuộc thi rất là dài và những cái tình huống xảy ra, thì mình thực sự bắt đầu nghĩ một cách nghiêm túc là đây là con đường, là nghề nghiệp mà mình có thể theo đuổi một cách lâu dài, chứ không chỉ là nghề tay trái.
lần đầu lên sóng một sự kiện được truyền hình trực tiếp. Mình tin rằng là trong hành trình đi dẫn thì MC nào cũng mong muốn rằng là sẽ được dẫn những chương trình trực tiếp, đặc biệt là những chương trình lớn, những sự kiện lớn được truyền hình trực tiếp. Bởi vì lúc đấy thì đảm bảo cả hai yếu tố, một là một người dẫn sự kiện tốt và thứ hai cũng là một người dẫn truyền hình tốt và đảm bảo mọi thứ được diễn ra, hạn chế sai sót một cách tối đa. Và mình còn nhớ rằng là cái chương trình đầu tiên dẫn truyền trực tiếp lại đúng vào cái dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội vào năm 2010. Và khi đó mặc áo dài dẫn chính luận với một cái chương trình mà rất là nhiều ý nghĩa dành cho Thăng Long Hà Nội. Sau đó khoảng gần một năm thì mình có cơ hội lần đầu tiên được dẫn một sự kiện truyền hình trực tiếp trên sóng VTV. Và lúc đó là truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2. Và cũng là một chương trình mang đậm màu chính luận, trong khi thì mình còn khá là trẻ, mới khoảng 20-21 tuổi. Nhưng mà khi mà được dẫn với một người đàn anh trong nghề thì bản thân mình cũng đã học hỏi được rất là nhiều điều. Và với những cái trải nghiệm trước đó thì cũng đã không có mắc sai sót gì cả. Giọng nói thì cũng được khen là hợp với chương trình, hợp với chính luận. Và những cái lần như vậy, thực sự những cái lần đầu tiên đó cho mình không chỉ là kinh nghiệm mà còn là sự tự tin, và cho mình thêm cái niềm tin vào cái định hướng và cái lựa chọn của mình với công việc dẫn chương trình một cách chuyên nghiệp và nghiêm túc. Và quay trở lại điều mà mình có chia sẻ với các bạn từ lúc đầu, đó là nếu như không có lần đầu tiên thì sẽ chẳng bao giờ có lần thứ hai cả. Và với rất nhiều việc, trong đó có việc rèn luyện kỹ năng, trong việc tìm kiếm những cơ hội, trong việc thử thách bản thân, mình tin rằng là nếu chúng ta có những trải nghiệm càng sớm thì nó sẽ lại càng tốt, bởi vì chúng ta có một con đường dài để học hỏi và chúng ta khám phá được bản thân mình. Và khi ở thời điểm sớm, lúc đó chúng ta có nhiều hơn cái sự dũng cảm và can đảm. Còn khi mà không có gì trong tay, như là khi còn sinh viên chẳng hạn, thì thực sự là hãy can đảm lên để sống một thanh xuân rực rỡ. Và đây là Vân Anh Coaching.